Kênh Nguyên Lan Thơ kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay mình tiếp tục nhận cái gói hàng chậm gồng đỏ. Đây, cái gói hàng này nhà là hai chậu. Đây, cũng được cái địa chỉ mới nè các cô chú, cái địa chỉ rồi mình quay cho các cô chú anh chị mình xem nè. Đây số điện thoại nè, các cô chú là có nhu cầu muốn mua thì mình lưu số điện thoại lại nha. Đó, đây địa chỉ nè. Rồi giờ mình sẽ cui ra. Một chút nữa mình sẽ giới thiệu các cô chú cái cách mình trồng cái lan hài ở cái giá thể mới. Đó, hài này là hài mốc hồng, loại hài đẹp bông to. Đó, chút xíu mình sẽ giới thiệu cái cách trồng lan hài mới cho các cô chú anh chị, giờ mình cui gói hàng trước. Mua gì rồi mình lấy cây nó đẹp, mua thử chậu cây đẹp, giờ mình mua thêm nữa các cô chú. Đấy, mình mua thử rồi, cây như giống gì rồi không nha. Nói chung là họ bán hàng rất là kỹ. Wow, trong đây họ khuyến mãi cho ghiêu. Đây, cái này là ghiêu rừng, họ để định cho nó hư cây nè các cô chú. Bán hàng rất là kỹ nha. Bây giờ mình lấy ra, chứ lấy dừa ra bỏ tùm lum hết trơn nữa, mình sẽ lấy cây ra như thế nào. Cái ghiêu này trong miền Nam mình thì nó mắc, nhưng mà ở miền ngoài, ở vùng ngoài của người ta là nó rẻ dữ lắm, rẻ như cháu vậy đó. Họ cố định thôi, cố định mình cắt bằng keo cố định ra để dỡ lên hư gốc. Đó, một cây vòng vòng này, cố định. Sức gấp ra luôn rồi các cô chú ơi. Cái này mình dặn họ lấy cây thắt ngọn các cô chú. Đó, cái thắt ngọn là lợi thế, cái về nó có lỡ có bung gốc cái gì cũng không sao hết trơn. Về bung gốc ra mình trồng lại. Chứ lấy cái cây mà nó còn đi đọt rồi về nó hư, nó bung gốc cái gì là nó sẽ chột cây liền. Đây chậm mình bỏ hai thân trên chậu. Bỏ bớt cái này vô mà nó được nhiều. Dẫn chuyển chậu. Này như thân trồng đỏ thì nhìn cũng dễ phân biệt lắm, cái bao nó từ từ dưới lên trên luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tận dụng cái ghiêu này nữa mình xài luôn. Này quăng bên đi. Ở đây họ trồng là thấy không, cái giá thể nó rất là ẩm luôn, tại cái loại dòng trồng này thì nó ẩm lắm. Đây là phân tăng chậm họ bỏ vô nè các cô chú, keo phát triển rất tốt luôn. Phân này là phân thân tăng chậm mà mình không biết mà họ xài phân gì thôi. Nói chung là
cây đẹp, ok. Ở đây có mà họ cắt một số thằng này nè, con số thằng này họ cắt nè, họ cắt mấy thằng già đặng họ ôm kỳ á các cô chú, không thấy đâu, tại cái chùm dùm đỏ này là cái dòng lan đẹp. Đó, có giá trị cho nên họ cắt sát gốc luôn nè, mấy cái thằng già họ cắt sát gốc họ nhân kỳ luôn nè, thấy không? Đây nhóc ở trên thằng già nè, họ cắt sát gốc ở trên họ nhân kỳ nè, họ chỉ chừa thằng tơ lại cho họ bán cho mình thôi, họ nhân giống rồi đó. Bên đây cũng vậy nè, đây nè, thấy không? Cắt cái thằng già hết sát gốc luôn. Nói chung là cây đẹp nha các cô chú. Cây như là mình đây. Hai thằng, mỗi chậu hai thằng. Thì cây này thì nó hơi ngắn hơn cái cây vừa rồi mình nhận. Cây này thì nó tầm cái khoảng 40 à. Cây dưới này tầm cái khoảng trên 20. Thì cái thân này nó muốn đều đều nhau, thì cái lần trước mình nhận là cái một thân thì nó cao hơn, còn thân này nó có khoảng 20, còn thân này nó trên 20. Thì xa bù qua sắp tắp lại nó cũng tương tự như nhau hơn. Rồi bây giờ là mình sẽ giới thiệu với các cô chú là cái cách mình trồng cái lan hàng, nó coi như nhận có hàng, coi như là hàng ổn định, rất là ok. Rồi giờ mình sẽ chia sẻ với các cô chú anh chị mới tập chơi nha, cách mình trồng cái lan hàng ở giá thể mới. Đó. Thì cái lan hàng này thì nói chung mà nó cũng không phải dễ trồng, các cô chú khó trồng lắm đó, chứ không phải là dễ trồng đâu. Trồng cũng nhiều, chết cũng nhiều đó, mình trồng cũng nhiều lý giá thể, nhưng mình thấy cái giá thể rồi mình giới thiệu các cô chú là cái giá thể đó là trồng rất là ok. Cái giá thể thứ hai này là mình giờ mình sẽ trồng thử nha, mình lấy cái giá thể mình trồng phi điệp mình trồng thử luôn cho các cô chú anh chị mình xem đó, xem thử như thế nào. Mình sẽ trồng ba cây vô chậu đó, ba cây vô chậu nha. Ba cây này mình lựa ba cây nhỏ nè, ba cây tơ nè, mình trồng thử xem độ phát triển như thế nào. Thì cái lan hài á các cô chú mua về á thì cái phần rễ nè, cái phần rễ này của nó là nó sẽ có lông lông lông, các cô chú đừng có tỉa rễ nó bỏ, chỉ tỉa xương xương những cái rễ nào gập hoặc rễ thôi đó. Còn những cái rễ mà nó không gập không rễ các cô chú để nguyên nha, đừng bao giờ tỉa bỏ, tại vì cái lan hài này nó nhạy cảm lắm, các cô chú tỉa sập rễ luôn á là nó sẽ chết á, nó sẽ chết, nó không sống đâu. Các cô chú là phải giữ rễ nó lại đó, chỉ tỉa nha xương xương những cái rễ nào mà dập thôi đồ thôi. Rồi bây giờ nó những cái phần rễ nào nó còn các cô chú giữ lại đừng tỉa nha, đừng có tỉa như lan phi điệp hay những cái lan khác mà tỉa nó sát kìa hết rễ luôn nó sẽ chết đó, tỉa xương xương thôi phải chừa những cái rễ lại, mà cái lan hài là cái rễ nó sẽ có lâm dưới đây nè, là cái đó nó để nó hút chất dinh dưỡng đó. Giờ mình sẽ làm cái cô chú, mình sẽ trồng nó lên trên giá thể của phi điệp luôn. Giá thể mới mình trồng cây phi điệp mình thấy nó rất là tốt nè, mà nó có độ ẩm nữa, thì lan hài thì phải có độ ẩm. Đây cái giá thể này gồm là sơ dừa nè, vỏ thâm nhuyễn nè, vỏ thâm nhuyễn nè, vỏ thâm xay á, giớn cộng nè. Đó, nữa mình sẽ làm cái clip mình chia sẻ cái cách là trộn giá thể này sao. Thì giá thể mình trồng cây phi điệp nè, bây giờ mình sẽ trồng cái lan hài luôn. Thì đầu tiên chuẩn bị cái cốc. Cái cốc cái phía ngoài này bít bùng thì càng tốt. Tại vì mình trồng cái giá thể này mà giá thể nó nhuyễn, nếu mà nó không bít bùng các chú phải chim ghi vòng vòng, nếu không chim ghi nó sẽ lọt cái giá thể này ra ngoài, mình tưới nó sẽ lọt ra. Đó là trong cái giá thể này á, trong cái giá thể này là mình sẽ trộn thêm cái phân đồng dạng cỏ là phân dê nè, phân dê đã qua xử lý rồi nha, mình trộn vô đó. Giờ mình sẽ trồng nó lên thì mình chuẩn bị cái cốc nè đó, một cái cốc ở trong đây mình để vài cục xốp nhỏ, với mình để một lớp gieo gừng nè,
ghiêu gừng này mình để vòng 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 làm cho nó mình bỏ giá thể vô nó đừng có lọt kẽ đó. Bây giờ mình chậm vô, giờ mình bỏ cái một ít giá thể vô đó, bỏ một ít thôi. Mình cũng đè nó lại. Thì giá thể này là các chú chồng lần hài là các chú tưới đẫm luôn nha, tưới đẫm mọi bữa luôn chứ không phải là mình chồng mình bỏ nước nha, bỏ nước nó chết á. Đây ba cây, ba cây mình sẽ đặt cho nó ba cây vô luôn. Canh canh sao cái cây lan nó bằng với mặt chậu nha các cô chú. Đây này ghế hơi ít, để ít nó bùng cái ghế lên cái một chút. Rồi là các cô chú đó, mình chồng sao cho nó hở cái gốc lên chút nè các cô chú, nó hở cái gốc lên chút đó. Nó vừa bằng, nó vừa hết cái nó vừa hết cái bộ rễ nó thôi đó, tặng cho cái dưới gốc này nó sẽ nhảy, cái cây này nó lớn trưởng thành nó sẽ nhảy con đó. Chỉ trồng đơn giản vậy thôi. Rồi giờ cái này là mình tưới nước giữ ẩm mỗi bữa nha, tưới đẫm luôn đó. Hôm nay kênh của Lan Thơ xin chia sẻ đến cho các chú anh chị mình mới tập chơi đó, cách mình trồng cái lan hài móc hồng và mình nhận cái gói hàng trồng gồng đỏ. Các chú anh chị mến kênh của Lan Thơ hãy nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn vào chuông và chia sẻ động lực kênh của Lan Thơ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.